nhai đấy, trái cây này. Đây, 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 đây. Con ăn trái cây nha. Con ngồi đây con ăn trái cây xong rồi á, mẹ lấy trái cây cho con ăn xong rồi mẹ vô mẹ bóp dầu cho chị Kobe nha. Chị Kobe bị đau chân á, hôm qua chị Kobe đi khám bệnh á, con biết không? Nào mẹ lấy cho con nè. Đây. Ngon không? Ngon không? Con tự cầm ăn đi. Con để mẹ cầm á. Nào cầm ăn nè. Thích mẹ cầm á. Ừ. Nào con tự cầm đi, tự cầm ăn nhé. Mẹ đi lấy dầu mẹ vuông mẹ bôi cho chị Kobe nè. Nào, cái này không ngọt bỏ ra đi. Mẹ lấy cái ngọt cho. Nào bỏ ra đi. Đấy con tự cầm nha. Mẹ đi vô mẹ bôi dầu cho chị Kobe tí. Mẹ ra mẹ chơi với con nhé. Nhé. Mẹ yêu nha, ngồi đi ăn ngoan nha. Ngoan nha, mẹ bóp nhẹ nhàng nha, cho con đỡ đau nha. Không sao, hôm qua mình tiêm thuốc rồi, mẹ cũng gọi người tới tiêm thuốc cho con rồi. Một vài hôm là đỡ thôi, mình chỉ bị nhẹ thôi nha. Có thể là do con vận động mạnh quá nên nó bị đau quá. À, đau hả, đau hả, mẹ xem nào. Hôm nay mẹ pha thêm dầu nha. Thơm á. Đỡ đỡ đau không? Ừ. Ủa, đây đây mẹ không mẹ không? Còn đau không? Chiều mẹ hái nước lá mẹ mẹ ngâm chân cho con nhé, mẹ hái lá ngâm nhé, ngâm cho con khỏe nhé. Con không sao, chỉ hơi bị nhẹ nhẹ một xíu thôi, không sao nhỉ. Bôi dầu tí là khỏi nha. Rồi bây giờ mẹ cho con nằm ngủ nhé, mẹ lôi cho con ngủ nhé, được không? Ừ. Được không? Ừ. Thương nhé. Rồi bây giờ nằm đây.
Nhìn lên đây, đây là mẹ ông, mẹ ông. Ôi mẹ ông, ôi chú, 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 chú. Để vô con ngủ nhé. Nè, bây giờ làm đây với mẹ nè. Rồi, con làm con này. Này, làm đây, làm đây, mẹ đâu rồi. Ôi, nhỏ nhỏ, chú, 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 chú. Nhỏ, 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 nhỏ nha, nhỏ, nhỏ nha. Rồi, đi ngủ ra, đi ngủ nè. Tôi chết mắm không mình để mắm ngoài kia mình nằm đây đợi mẹ nữa nha, mẹ ra mẹ ăn mon nhá. Biết nãy giờ mon ở ngoài trên có đợi mẹ nó có buồn không biết nữa, nằm đây đợi mẹ xíu nhá, ra mẹ ăn mon đã. Nằm bên đây đi, nằm bên đây đi. Ơi, mẹ xin lỗi nha. Ôi, con có buồn mẹ không? Mẹ dỗ chị Kobe thế là mẹ ngủ quên mất. Mẹ xin lỗi nhé. Nhưng mẹ cho con vô với Kobe nhé. Con nói đây có phiền con có buồn không? Em có buồn không? Nhậm em đi cho chị Kobe nhé. Xin lỗi em nhé. Mẹ thương em mà.
trơn nhá. Mấy hôm chơi với chị có bị được mang có buồn không? Mấy hôm nay chị có bị khỏi rồi chị có bị chơi với con nhá. Nằm đây hai chị em nằm đây chơi thôi. Không được chạy nhảy lung tung được kiểu đầu chân đó nha. Nào, đấy. Chị có bị cũng nhớ em á nha. Con nhớ em không? Con thương em không? Rồi bây giờ hai chị em nằm đây nhé. Nằm đây mà chơi với nhau thôi, không được chạy nhảy lung tung nhé. Để mẹ đi nấu cơm ăn nhé. Nhá, được không? Rồi nằm ôm em đi con.